Ý nghĩa thật của thánh đường, đền thờ, chùa chiền và kim tự tháp. Nhà thờ, giáo đường bên ngoài, đền thờ và chùa chiền đều là dấu hiệu tượng trưng cho thiên quốc bên trong chúng ta, được cất lên để nhắc nhở chúng ta đến đền thờ của riêng mình. Mà Chúa Giêsu đã nói: "Hãy biết các con là ngôi đền của Thượng Đế và Đức Thánh Cha đang ngự trong con." Tôi nghĩ nhà thờ, chùa chiền là những vật vô cùng thiêng liêng, thần thánh, tượng trưng cho tấm lòng sùng bái của chúng ta đối với Thượng Đế. Mỗi khi đi ngang qua các giáo đường, đền thờ hay ngôi chùa của bất cứ đạo nào, thì chúng ta nên thật tình nhắc nhở chính mình tới lòng tôn kính của chúng ta đối với các vật biểu hiện cho sự thờ phụng này. Có lẽ tốt hơn cho những người đi chùa, nhà thờ hay các đền đài này là họ thật sự tìm được Thượng Đế bên trong ngôi đền của họ nữa, chứ không phải chỉ có bên trong ngôi chùa gạch mà còn bên trong ngôi chùa thật sự của Thượng Đế. Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Tân Gia Ba vào ngày 9 tháng 3 năm 1993, nguyên văn tiếng Anh, bản tin số 111. Ngồi đâu cũng được, trên xe buýt, trong công viên, trong phòng khách, nhắm mắt lại và tọa thiền. Quan trọng hơn nữa là cộng tu mỗi tuần. Chúng ta có thể sắp xếp những ngày khác nhau để tiện cho nhiều người, như một buổi vào ngày thứ tư, một buổi thứ sáu, hoặc một buổi thứ bảy và một buổi vào ngày chủ nhật. Khi nào có lễ lạc thì chúng ta có thể cùng nhau họp mặt ở một nơi. Nếu nơi đó không đủ rộng thì có thể tìm một nơi khác rộng hơn. Đừng có nghĩ đến chuyện xây nhà thờ cho tôi, chỉ cần một nhà kho hay gì đó là được rồi. Cho nên, bây giờ quý vị biết là chùa chiền, giáo đường và nhà thờ là xuất phát từ đâu? Từ cộng tu. Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Thái Lan vào ngày 7 tháng 12 năm 1994, nguyên văn tiếng Anh. Đạo tràng Phật giáo vốn là một nơi dùng để cộng tu cho những người đã thọ tâm ấn. Đó là mục đích nguyên thủy của nó, giống như trung tâm cộng tu của chúng ta. Sau khi thọ tâm ấn, họ tập trung lại với nhau để ngồi thiền mỗi tuần một lần hay 2 tuần một lần. Họ nghe giáo lý của vị sư phụ và đặt câu hỏi. Vị minh sư sau đó sẽ gửi một vài đệ tử tới để trả lời các câu hỏi của họ. Nhờ vậy, họ khuyến khích lẫn nhau tu hành tinh tấn. Trong lúc cộng tu, lực gia trì rất là lớn và họ có thể tiến bộ nhanh hơn. Đây là mục đích nguyên thủy của đạo tràng Phật giáo. Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Mã Lai Á vào ngày 4 tháng 6 năm 1993, nguyên văn tiếng Trung Hoa. Kim tự tháp không phải được cất lên để làm lăng tẩm. Sau này họ tìm ra đó không phải là mục đích. Tôi nghĩ họ xây kim tự tháp là để cho việc tu hành. Tôi vừa mới bảo quý vị rằng lấy được cẩm nang trí huệ vào thời xưa là một điều hết sức khó khăn. Đây là một trong những lý do tại sao họ xây kim tự tháp, là vì vào thời xưa tu hành rất khó khăn, vì sợ bị người khác biết, ngồi ở đâu được một khi cộng tu ngoài sa mạc. Cho dù có hộ pháp chung quanh, người ta vẫn nhìn thấy được. Ngoài sa mạc hoang du, quý vị sẽ bị nướng đến chết nếu ngồi ở đó ban ngày, còn ban đêm thì đông đến chết. Nhiệt độ ngoài sa mạc hết sức nóng vào ban ngày và hết sức lạnh vào ban đêm. Hai thái cực. Đó là lý do tại sao họ xây kim tự tháp. Bên trong rất rất là yên tĩnh. Về sau này, người ta tìm lối vào rất khó. Chỉ có người của họ mới biết được lối vào. Bên trong rất rộng và hoàn toàn trống rỗng. Dĩ nhiên là không có gì cả. Chúng được xây lên để cho mọi người ngồi thiền ở bên trong, để truyền tâm ấn, vân vân, mà không bị người ngoài trông thấy. Một nơi thật sự dành cho việc tu hành là nơi chỉ để cho người ta đến thiền.
bên trong không có gì cả, hay nhiều lắm cũng là một tượng Phật hay hình Đức Phật. Trước kia họ dùng tượng Phật, nhưng bây giờ chụp hình hay dùng hình có lẽ nhanh hơn. Nó trống là vì người ta cần ngồi trong đó, giống như chỗ của chúng ta ở đây. Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Tây Hồ, Formosa vào ngày 4 tháng 6 năm 1995. Nguyên văn tiếng Trung Hoa, bản tin số 111. Những gì chúng ta có là để phân cho người khác. Tôi không sinh ra đời với vàng bạc, cho nên sẽ không lìa đời với vàng bạc. Những gì tôi có là của quý vị, của thế giới, như là lấy ở chỗ này đem đi cho chỗ kia. Mỗi người trong chúng ta cũng tương tự như vậy. Chúng ta lấy nước dưới sông đổ vào trong bồn, rồi bồn phân phối nước đi khắp cả làng hay khắp phố. Chúng ta nên sống ở đời giống như bồn nước. Những gì chúng ta có là để phân chia cho người khác. Chúng ta chỉ là người tiếp nhận. Do đó, tôi có thể có rất nhiều tiền, nhưng không bao giờ nghĩ là tôi có tiền. Cách này rất là thoải mái. Quý vị không lo lắng vì không nghĩ rằng đó là của mình. Thành ra, dù nó có ở đó hay không, có ở đó đi nữa, cũng chẳng hề gì. Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Đài Bắc, Formosa vào ngày 23 tháng 5 năm 1994. Nguyên văn tiếng Anh, bản tin số 111. Lời Pháp Cam Lộ. Luôn luôn, lúc nào cũng phải chú ý, nếu không thì rất dễ dàng để một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, cả cuộc đời trôi qua trong ảo ảnh, trong các thói quen tật xấu mà không lên được cảnh giới cao hơn, không hiểu được ý nghĩa thâm sâu của đời sống tu hành. Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Tây Hồ, Formosa vào ngày 6 tháng 6 năm 1995. Nếu chúng ta thật sự thành thật trong lòng và muốn cải biến hoặc huấn luyện mình nhạy cảm hơn đối với những đau khổ và hạnh phúc của kẻ khác, cũng như đối với sự trong sạch và hạnh phúc của chính mình, thì chúng ta phải luôn luôn thận trọng. Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Tây Hồ, Formosa vào ngày 6 tháng 6 năm 1995. Chân hạnh phúc không phải có từ địa vị cao sang trong thế giới, không phải do những kiến thức học hỏi từ sách vở hay trong xã hội, hay từ những của cải mà chúng ta có. Chân hạnh phúc chỉ có thể đến khi chúng ta ngộ ra chân ngã, khi chúng ta khai ngộ. Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Los Angeles, Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 4 năm 1993. Có những cái trong thế giới vật chất làm ảnh hưởng ít nhiều đến chúng ta. Thành ra, những thức ăn mà chúng ta ăn vào cũng làm ảnh hưởng chúng ta về tinh thần, thể xác cũng như tâm linh. Điều này đã được chứng minh từ bao ngàn năm nay. Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Sydney, Úc Đại Lợi vào ngày 17 tháng 3 năm 1993. May mắn cho những ai gặp được vị Minh Sư khi Ngài còn tại thế và cũng là vị sư phụ bên trong. Lời của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 4 năm 1993. Chúng ta không phải là thân thể này, không phải là con người như chúng ta nghĩ. Chúng ta là trí huệ, là tình thương, là sự thánh thiện vô cùng. Lời Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Hồng Kông vào ngày 28 tháng 5 năm 1993. Có một chỗ, một trung tâm bên trong chúng ta là tâm điểm của mọi thông tri. Nếu mọi người đều hướng vào điểm đó, thì chúng ta sẽ câu thông được với nhau từ bên trong. Lời Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Busan, Đại Hàn vào ngày 15 tháng 5 năm 1993. Từ xưa, chúng ta đã gọi những vị đó là minh sư, là những người biết dùng hết tất cả khả năng của họ. Vì vậy, thế giới minh sư là một thế giới của đại trí huệ, đạo đức và vĩnh viễn đẹp,
so với thế giới của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có thể trở thành minh sư theo nghĩa này. Những người ở nơi kêu bằng thiên đường, họ dùng rất nhiều khả năng này. Nhờ khả năng này mà họ có thể biến đổi môi trường sống của họ thành tiên cảnh. Họ dùng lực lượng này càng nhiều, cảnh giới thiên đường sẽ càng cao. Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Munich, Đức Quốc vào ngày 1 tháng 5 năm 1993. Nguyên văn tiếng Đức, bản tin số 111.